Thưa quý vị, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, hôm nay tại Paris, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế. Tại cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sĩ Xu Lít, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng quan hệ đặc biệt Việt-Lào, nhấn mạnh quan hệ hai nước là tài sản vô giá, là mối quan hệ mẫu mực thủy chung trong sáng hiếm có trong quan hệ quốc tế, đánh giá cao việc hai bên quan tâm thăm hỏi và ủng hộ lẫn nhau khắc phục ảnh hưởng thiên tai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sĩ Xu Lít nhấn mạnh Lào đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam, luôn nỗ lực vun đắp và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc các ban, bộ ngành và địa phương hai nước đang tích cực phối hợp triển khai các định hướng lớn mà Bộ Chính trị hai nước đã thống nhất. Trong đó, có việc thúc đẩy một số dự án trọng điểm đạt bước tiến tích cực, khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao các cơ quan liên quan, tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, chương trình hợp tác giữa hai đảng, hai nước và các cơ chế song phương. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh giá trị của tình đoàn kết Việt Nam-Lào, Việt Nam-Lào-Campuchia, nhất trí tiếp tục phối hợp với Campuchia, đưa quan hệ hợp tác ba nước ngày càng thực chất và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thiết thực của ba nước và phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, trong đó ưu tiên tăng cường hợp tác và kết nối ba nền kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia. Tại cuộc gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Canada. Việt Nam sẽ cùng Canada tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ này trên tất cả các lĩnh vực. Chuyển lời cảm ơn tới bà toàn quyền Canada Mary Simon đã có thư chúc mừng nhân dịp đảm nhận trọng trách mới. Cảm ơn Canada hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cùng Canada và các nước thành viên G7 đóng góp cho các nội dung hợp tác của G7, trong đó có vấn đề tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế đối thoại song phương hiện có, khai thác tốt các cơ hội của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương để hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng thực chất và hiệu quả. Tăng cường hợp tác trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc và Pháp ngữ. Tại cuộc gặp với Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và truyền thống và hợp tác với Bỉ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn Bỉ có thư chúc mừng về việc đảm nhận trọng trách mới, đánh giá cao nghị viện Bỉ thông qua nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam vào năm ngoái. Mong muốn Bỉ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục các hậu quả của chiến tranh, nhất là hỗ trợ các nạn nhân chất độc màu da cam. Đề nghị Bỉ sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU và ủng hộ việc EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Hai bên tăng cường hợp tác phát triển và hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, dịch vụ hậu cần, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, phát triển xanh, giáo dục đào tạo, giao lưu văn hóa. Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo nhất trí hai nước tăng cường hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Tại cuộc gặp với Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng, Bảo vệ Dân sự và Thể thao Thụy Sĩ Viola Amherst, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Thụy Sĩ đã hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, các kênh nhằm tạo xung lực mới cho hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, nỗ lực kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu, tiếp tục nghiên cứu và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nhằm tạo thuận lợi cho việc nâng cao quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới vào thời điểm thích hợp. Tổng thống Amherst đánh giá Việt Nam là đối tác kinh tế ngày càng quan trọng của Thụy Sĩ trong khu vực, khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên cao về hợp tác phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị chính phủ Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng 8.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Thụy Sĩ. Hai bên khẳng định tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác đa phương. Tại cuộc gặp, Tổng thư ký Pháp ngữ Lucy Pusikiwabu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ,
cũng như những đóng góp của tổ chức và cá nhân bà Tổng Thư ký trong việc thúc đẩy đoàn kết, hợp tác pháp ngữ vì hòa bình, ổn định và phát triển. Hai bên đã trao đổi về định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Pháp ngữ, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp ngữ quan tâm thúc đẩy các mô hình hợp tác ba bên, bốn bên trong lĩnh vực nông nghiệp với các nước châu Phi, hợp tác Nam-Nam, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giảng dạy tiếng Pháp, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp bằng tiếng Pháp, đề nghị Pháp ngữ tiếp tục quan tâm, ủng hộ những nỗ lực của ASEAN đối với việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực. Tổng Thư ký Pháp ngữ nhấn mạnh Việt Nam là nhân tố không thể thiếu trong cộng đồng Pháp ngữ, đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam, trong đó có những người Việt Nam đang nắm giữ những vị trí quan trọng tại các cơ quan của Pháp ngữ.